Đồ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách. Và vâng, trước mắt của ta quý khách đang xem đây là một bộ sofa Zito mẫu chân vòng chéo, mẫu đối hai ghế đơn, được cơ sở bên em làm trên nền chất liệu là gỗ hương đá của Lam Phi, làm theo đơn đặt hàng của anh Hưng đến từ Thường Tín, Hà Nội. Và cơ sở em đã hoàn thiện xong trước khi xe bên xe để bàn trao trả cho anh, thì một kỳ ra để quay video để lưu giữ kỷ niệm giữa anh cùng với cơ sở, và đồng thời để giới thiệu quảng bá sản phẩm với tất cả quý khách. Thì mẫu sản phẩm này anh đặt bên em là mẫu tay hộp các nhá, mẫu tay hộp các bác ạ. Bộ sản phẩm này bao gồm là có 5 món, một chiếc văng dài và chiều dài là 2m80, chiều sâu là 80 và chiều cao là 75. Hai chiếc ghế đơn thì có đồng kích thước như nhau, ngang 1m4, sâu 80 và chiều cao cũng là 75. Bình thường một chiếc bàn cơ sở bên em làm là 80 x 1m60, nhưng mà đây do anh yêu cầu đặt làm là 80 x 1m80 các bác nhá. Và anh có đặt thêm là một chiếc đôn để anh để lọ hoa kích thước là vuông 50. Đấy, hàng của sở em thì cam kết là 100% là chất liệu gỗ hương đá trần xì lõi không va tạp. Đấy, hàng được lọc lựa gỗ tuyển chọn vân. Và bộ sản phẩm này của em đã có video phần mộc thô rồi các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Và độ dày thì vẫn là khung tranh mặt là dày 4, ván mặt là dày 2, hoàn toàn là ván liền tấm các nhá. Khác biệt ở chỗ là anh yêu cầu cơ sở em làm là tay hộp, tay hộp. Đấy, ngoài ra tay cơ sở em còn có cả một loại tay là long khung các bác nhá. Đấy, và chiều cao từ mặt đất lên mặt ngồi của em rơi vào 30 phân, và khi kê thêm đệm ra 12 phân lên rơi vào 42 phân, cao lên đỉnh tựa này là 75 phân. Và hàng thì được cơ sở với em đóng là bịt tựa đầy đủ cả hai mặt các nhá, bịt tựa đầy đủ cả hai mặt. Đấy, và đi kèm theo đó là anh đặt bên em là một bộ đệm da Carola nhập khẩu từ Ý các bác nhá, Carola nhập khẩu từ Ý. Đấy, cực kỳ là xịn xò, và mút bên trong là mút Nhật cực kỳ là êm các bác nhá, cực kỳ là êm luôn. Đấy, các bác có xem này, mã da là F72G, cực kỳ là sang, đi cùng mẫu chó thì vô cùng là hợp rồi. Thì hiện tại ngăn kéo em đang chưa cho vào các nhá, chưa cho vào. Đây, các bác có xem này, từ mặt táp ngăn kéo này được cơ sở em tuyển chọn gỗ lọc lựa vân, nó đẹp nha. Đấy, rất chi là đẹp luôn các bác nhá. Sơn BU là mỏ ốc chó cũng không hề mất vân, không hề mất vân các bác ạ. Đấy, rất là đẹp. Mẫu chân là mẫu chân vòm chéo hay còn gọi chân thuyền. Thì với mẫu chân này, trong quá trình sử dụng mình cho chổi và quét dọn cực kỳ tiện lợi luôn các bác nhá, cực kỳ tiện lợi. Đấy, đây, ngăn kéo thì được hoàn thiện hết cả trong lòng các bác nhá, hoàn thiện hết cả trong lòng. Đấy, rất là đẹp. Và chính giữa đây là một chiếc bàn to, bàn và đôn là sẽ ổ kính rồi. Bàn thì vẫn được cơ sở bên em làm mà liền tấm dày là 2 phân, và cũng được chọn vân các bác nhá, chọn vân này, rất là đẹp luôn các bác có xem, ngắm vào chiêm ngưỡng. Và khi sơn máu chó thì không hề mất vân các bác nhá, không hề mất vân. Đấy, một chiếc đôn để lọ hoa, anh có thể để trong góc hoặc để đầu bạn được các bác nhá. Đấy, vô cùng tiện lợi luôn, rất là đẹp. Hàng được hoàn thiện sơn BU đầy đủ, đẹp cả hai mặt các bác ạ. Đấy, chân và mẫu bàn này em cũng làm cho anh là mẫu bàn chân vòng chéo nhá, giống như chân ghế. Và nếu như các bác đã không thích mẫu bàn này thì có thể yêu cầu cơ sở em làm là bàn quay cũng được các bác nhá, bàn quay kịch sát đất. Đấy, cơ sở em đều có thể đáp ứng được hết. Cơ sở em thì có nhận làm hàng đặt theo yêu cầu, tùy theo kích thước dài ngắn, độ dày mỏng, chất liệu gỗ, số lượng món các bác đưa ra. Và cơ sở em thì có nhận làm hàng đặt theo yêu cầu, cũng như là ra hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển tận nhà. Và để sở hữu một bộ sofa Zito mẫu chân vòm chéo, mẫu đối hai ghế đơn, được làm từ chất liệu gỗ hương đá với lối hàng tay hộp này, hàng khuôn 4/2 tay hộp và đi kèm đệm da Carola nhập khẩu từ Ý, thì mức giá các bác bỏ ra thời điểm hiện tại bộ sản phẩm 5 món nha đang có mức giá là 52 triệu đồng các bác nhé, 52 triệu đồng. Đấy, và bác nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm như này, alo em qua số live trên màn hình 058 474 43, hoặc kết nối Zalo và đi chi xưởng của em ngụ tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Lội Quan nhé. Giao hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển tận nhà. Và video clip của em đến đây dài rồi, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào.